Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc sách vì tương lai. Chương trình do Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai phối hợp với Thư viện tỉnh Lào Cai thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, với mong muốn thúc đẩy văn hóa đọc, nâng cao dân trí, thời gian qua nhiều cá nhân, đơn vị, câu lạc bộ ở Lào Cai đã nỗ lực mang sách đến các xã, các huyện vùng cao, giúp các em thiếu nhi, đặc biệt là trẻ em người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nhiều cơ hội được đọc sách, tìm hiểu tri thức. Hoạt động này đã đạt được thành công trong việc thúc đẩy văn hóa đọc cho trẻ em vùng cao. Trong đó phải nói đến câu lạc bộ vùng cao yêu thương thành phố Lào Cai. Tuy mới được thành lập hơn một năm, nhưng câu lạc bộ đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong việc đưa văn hóa đọc, đưa tri thức đến với các em học sinh vùng cao Lào Cai. Mục đồng hành cùng sách hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về câu lạc bộ ý nghĩa này. Những khuôn mặt chăm chú, thích thú. Những đôi mắt háo hức khi lật từng trang sách. Một ngày vui với các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Phố, huyện Bắc Hà. Bởi hôm nay, trong ngày đầu tiên năm học mới này, các em học sinh ở đây được đón nhận một tủ sách với 500 cuốn sách truyện các loại do câu lạc bộ vùng cao yêu thương trao tặng. Tủ sách này là một món quà thật sự ý nghĩa với thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Phố. Với những cuốn sách này sẽ tăng cường phát triển vốn ngôn ngữ tiếng Việt cho các em học sinh của nhà trường, rèn luyện các kỹ năng tự học, tự đọc. Hôm nay thì trường cháu có một cái tủ sách mới thì cháu cảm thấy rất là vui vì trường cháu mấy năm trước là cũng không có nhiều sách như năm nay. Và tủ sách mà trường cháu được tặng thì có rất là nhiều câu chuyện hay, ý nghĩa và cháu hứa là cháu sẽ đi học đầy đủ, cố gắng học tập để có thể giữ gìn tủ sách của trường cháu. Với cái đặc thù của trường phổ thông dân tộc bán trú, các cháu học sinh về ở từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Cái hoạt động ngoài giờ đến lớp là ở trong cái trường bán trú rất là quan trọng. Những cái hoạt động rèn luyện kỹ năng sống hay là hướng dẫn các cháu học, tự rèn luyện hay đọc sách, đọc truyện là rất cần thiết. Việc ngay từ đầu năm học mà câu lạc bộ vùng cao yêu thương đã tài trợ, hỗ trợ cho nhà trường một cái tủ sách, tôi thấy rất là ý nghĩa. Việc này thì sẽ giúp các cháu ngoài cái giờ học thì sẽ trang bị được kiến thức, rèn luyện cái khả năng tự học của các cháu và rèn luyện cái kỹ năng giao tiếp cũng như là vốn tiếng Việt cho các cháu rất là nhiều. Không chỉ trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Bản Phố, mà trước đó nhiều ngôi trường vùng cao khó khăn ở các huyện Bát Sát, Bắc Hà, Simacai đã được câu lạc bộ vùng cao yêu thương trao tặng những tủ sách đầy thiết thực ý nghĩa như thế này. Được thành lập từ tháng 8 năm 2018 do cô giáo Nguyễn Thị Hồng, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông số 3 thành phố Lào Cai làm chủ nhiệm. Câu lạc bộ vùng cao yêu thương, đúng như tên gọi của mình, đã mang sự yêu thương, quan tâm, sẻ chia cùng những khó khăn với các em học sinh vùng cao bằng những hoạt động ý nghĩa. Tôi cũng đi nhiều ở cái huyện vùng cao, xã vùng cao của tỉnh Lào Cai thì tôi cũng thấy rằng là các em ở các trường bán trú, nội trú là các em đã ở trong có cái thời gian ở trong nhà trường từ tối chủ nhật cho đến trưa thứ sáu, chiều thứ sáu và trưa thứ bảy đối với trung học cơ sở. Nên các em có nhiều thời gian thì tôi cũng mong muốn là tạo ra một cái thói quen cho các em để các em có thể là có được cái điều kiện để các em tiếp cận với các đọc sách. Thì với lại cái sách thì bây giờ chúng tôi cũng biết là để giáo dục một người mà đọc sách trong cái thời đại 4.0, thời đại công nghệ này thì rất là khó. Cho nên là tôi cũng đã nghĩ đến cái chuyện là xây dựng một cái tủ sách cho thiếu nhi để tạo được cho các em cái hứng thú đọc sách. Và ngay từ những cái ngày đầu tiên các em đi học thì đó là một cái lợi ích rất lớn trong cái giáo dục. Vì vậy thế nên là tôi cũng đã thành lập cái câu lạc bộ. Ban đầu chỉ với một vài thành viên chủ chốt, đến nay sau hơn một năm đi vào hoạt động, câu lạc bộ đã có 28 thành viên, trong đó có 7 thành viên ở Hà Nội. Những thành viên câu lạc bộ là doanh nhân, giáo viên, công chức, viên chức và học sinh. Mỗi người một công việc riêng, hoạt động trong những lĩnh vực khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một bầu nhiệt huyết, niềm đam mê. Họ tìm đến với nhau với mong muốn được đóng góp một phần sức lực và tình yêu thương của mình để mang những trang sách, cuốn truyện, xây dựng các tủ sách để trao tặng cho các em học sinh vùng cao, đưa tri thức văn hóa đọc đến với các em.
Có rất nhiều lý do để em tham gia câu lạc bộ Hùng yêu thương. Thế là nó đem đến tình yêu thương cho các em nhỏ ở vùng hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời thì nó cũng cung cấp văn hóa đọc cho các em. Em rất cảm thấy hạnh phúc và kiểu vui vẻ khi mà nhìn thấy các em cũng như mình đang kiểu cười đùa đọc sách. Bản thân em là một người rất thích đọc sách, và khi mà cung cấp được cho các em những cái gì mà mình thích và các em cũng thích và cũng là điều tốt thì đó chính là điều em mong muốn nhất. Khi mới tổ chức, việc kêu gọi tài trợ rất khó khăn bởi số người biết đến và tin tưởng vào câu lạc bộ còn ít. Để đem lại sự tin tưởng cho các nhà hảo tâm, câu lạc bộ luôn đến tận nơi để trao tặng các tủ sách, xếp sách vào tủ cho các trường tiểu học, trung học cơ sở khó khăn trên địa bàn tỉnh, cập nhật danh sách các cá nhân tập thể ủng hộ đưa lên các trang mạng xã hội để mọi người thấy. Từ đó không chỉ trong tỉnh mà còn rất nhiều nhà hảo tâm ở các tỉnh thành trong cả nước và nước ngoài cũng tham gia ủng hộ tiền, đồ dùng học tập và đặc biệt là những cuốn sách thiếu nhi các loại. Đến nay, câu lạc bộ đã xây dựng được 14 tủ sách cho các trường phổ thông dân tộc bán trú ở các huyện khó khăn trên địa bàn tỉnh, đồng thời trao tặng nhiều đồ dùng sinh hoạt, đồ dùng học tập cho các em học sinh. Bên cạnh đó, câu lạc bộ còn thường xuyên tổ chức được các buổi giao lưu với các nhà trường để trao đổi kinh nghiệm đọc sách, hướng dẫn bảo quản, sử dụng tủ sách cho các em học sinh. Qua những hoạt động của câu lạc bộ, không chỉ bồi đắp cho các em học sinh vùng cao tinh thần ham thích đọc sách, rèn luyện kỹ năng đọc, phát triển nhân cách thông qua các câu chuyện ý nghĩa, mà còn trau dồi cho các em kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, sự tự tin, năng động. Hôm nay trường cháu được tặng tủ sách, cháu cảm thấy rất vui. Cháu cảm thấy là nó sẽ mang lại cho cháu nhiều điều tốt đẹp về cuộc sống, giúp cho chúng cháu được giải trí sau những giờ học mệt mỏi. Cháu sẽ cùng tất cả các bạn giữ gìn sách và tủ sách thật cẩn thận, sẽ không để ai làm hỏng tủ sách và những cuốn sách đó. Bước sang năm học 2019, năm học 2020 thì chúng tôi cũng đã có dự định là sẽ xây dựng được thêm khoảng 16 tủ sách nữa để cho 8 xã huyện vùng cao, thì mỗi một xã thì có một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở để các em có điều kiện để trao đổi sách sau một thời gian đọc sách để các em trao đổi sách với nhau. Và trong cái xu hướng tới, thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ định là hoàn thiện các tủ sách, sau đó hướng dẫn cụ thể hơn nữa về để cái quản lý cái tủ sách này. Tủ sách này sẽ được đặt ở những vị trí trong nhà trường bán trú để giúp các em sẽ dễ dàng mượn sách ra đọc. Và các em học chính các em học sinh là những người sẽ quản lý cái tủ sách này thay vì nhân viên trên quán thư viện và thay vì các thầy cô giáo. Vì điều kiện cuộc sống còn nhiều khó khăn, trẻ em miền núi luôn thiệt thòi rất nhiều so với các vùng miền khác. Câu lạc bộ vùng cao yêu thương, thành phố Lào Cai với những hoạt động ý nghĩa của mình đã giúp các em có thêm niềm vui bên những trang sách. Hy vọng trong thời gian tới, trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ có thêm nhiều mô hình hoạt động như câu lạc bộ vùng cao yêu thương để sách đến được nhiều hơn với những em nhỏ vùng cao. Những cuốn sách hay, những tờ báo bổ ích mà câu lạc bộ mang tới sẽ là những người bạn lớn trong cuộc hành trình bước vào cuộc sống, mang lại điều tốt đẹp cho các em học sinh. Các em sẽ hiểu và trân trọng hơn giá trị đạo đức, giá trị cuộc sống, văn hóa ngay từ thuở còn thơ. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của dân tộc ta và đảng ta. Suốt cuộc đời, người hoạt động và đấu tranh vì mục đích đất nước được độc lập, dân tộc được tự do hạnh phúc, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành, xây dựng đất nước giàu mạnh vững bước trên con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, góp phần nâng vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đưa dân tộc Việt Nam bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Và khi vĩnh biệt chúng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại cho toàn đảng, toàn dân ta một bản di chúc lịch sử, đó là những lời căn dặn cuối cùng của người. Di chúc người viết cho ta, đâu phải vì người. Bác sợ khi bác đi rồi, ta sẽ lạnh. Sợ ta đau, sợ ta rồi lơ đễnh. Sợ ta quên, người gửi lại một niềm tin. Mục hôm nay đọc gì nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019. Chương trình xin giới thiệu đến quý vị và các bạn tác phẩm Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử, sách do Nhà xuất bản Thanh niên phát hành. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử,
bao gồm những bài viết, những bài tham luận tại các hội thảo khoa học của một số giáo sư, tiến sĩ làm việc trong các trường đại học, Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh và Bảo tàng Hồ Chí Minh, như Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, giá trị lý luận và thực tiễn, Chiến lược con người trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thương binh liệt sĩ trong Di chúc, thấm nhuần lời căn dặn về mối quan hệ giữa Đảng và dân theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vấn đề thanh niên trong tầm nhìn Hồ Chí Minh ở những thời khắc của hai lần ra đi, yêu thương người lao động, sự nhất quán trong đạo đức Hồ Chí Minh. Đọc Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, điều nhận thấy ngay là hai chữ con người chiếm lĩnh toàn bộ mọi suy tư trăn trở của người. Đây chính là biểu hiện đầu tiên của chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn lịch sử giúp chúng ta tiếp tục ghi tạc và tôn vinh công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là dịp để chúng ta kiểm nghiệm và khẳng định giá trị trường tồn của bản di chúc lịch sử đối với cách mạng Việt Nam. Trân trọng giới thiệu cùng quý vị khán giả bạn đọc. Chương trình Đọc sách vì tương lai đến đây xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình sau.